đối với tôi á, thời buổi này bây giờ là nó hiện đại quá rồi, dạ. Cho nên cái sự làm dâu là không có, nó cũng như con gái của mình thôi, nó cũng đi làm suốt giống như hồi xưa mà tôi đi làm mà có ai mà ở nhà mà nấu bữa cơm gì tôi mừng lắm, tôi đỡ lắm, tại vì hồi xưa đi vừa đi làm rồi xong về chợ búa rồi con cái nữa rất là khổ, nhưng mà bây giờ mình thấy nó gửi là mình phải giúp đỡ. Hay quá. Con dâu nói với con, tức là từ đó giờ con suy nghĩ là mẹ chồng giống như là cái gì đó dữ lắm, nhưng mà đối với mẹ chồng con hiện tại bây giờ thì đối với con là quá tuyệt vời. Con mong muốn sắp tới là mẹ con sẽ như thế nào? Dạ mẹ con thì bớt lo cho con đi, suy nghĩ cho mẹ nhiều. Con nghĩ là mẹ con cũng cần cái sự chia sẻ chăm sóc của con với mẹ. Dạ con. Dạ tại vì con hình như là nào giờ con sống là thiên về nội tâm nhiều á, cho nên là con ít có bày tỏ cái được, cho nên là con có thiếu sót hết. Có bao giờ con ngồi khóc với trước mặt mẹ chồng vậy chưa? Dạ chưa đúng không? Dạ, không, nó khóc lén thôi mà chú ơi. Tại vì bữa đó tôi về tôi mới nói là nè mẹ nói cho tụi con chuẩn bị tâm lý trước nha, mẹ thấy với bố vậy đó, thấy tập thể dục vậy á, nhưng mà con người nó vô thường mà, có khi thấy vậy chứ chết bất thình lình là nó ngã lên tăng xong cái này kia đó, cho nên mẹ nói vậy cho tụi con chuẩn bị, đừng có thấy rồi không chuẩn bị tới lúc mẹ ấy hụt hẫng quá cái gì cũng dựa vô mẹ, bây giờ mẹ làm gì cứ học hỏi. Chào MC Quyền Linh. Dạ chào Lê Lộc. Dạ con chào cô. Chào quý vị khán giả, tôi tên Hồng Thị Kim Ánh, năm nay tôi 67 tuổi, ở nhà nội trợ. Tưởng đâu là bà hội đồng. Cái đó là tôi đi học là ông thầy đã bắt tôi là bà hội đồng không đó. Ủa vậy đó, bị mang tên là bà hội đồng hả? Từ lúc vô học là thầy đặt tên quá luôn. Quá đẹp luôn, lộng lẫy sang trọng. Chào bà hội đồng. Dạ xin mời chị ạ. À. Dạ em tên là Xuân, em đến từ Kiên Giang. Mình năm nay là bao nhiêu tuổi dạ, rồi nhỉ? Em 29 tuổi. Mình làm dâu của mẹ lâu chưa? Dạ em làm dâu của mẹ được gần năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai thì cô ấn tượng điều gì cô gái này? Ba của bé là bạn học của tôi à. Hai người học chung cao đẳng thống kê kế toán. Cái xong cái 40 năm sau mấy đứa mình ở Úc rồi với ở Mỹ nó đang tìm bạn lại hết. Rồi cái bắt đầu mới họp mặt là hẹn thì đi xuống Cần Thơ ở đó mấy ngày. Cái là ba nó nói thôi tôi có đứa gái vậy đó, thôi bây giờ tôi với bà làm phu đi. Wow. Rồi có thì bên đây cũng có thằng trai lớn hơn cô này 1 tuổi, rồi dắt con gái lại ra mắt luôn ra trong nhóm bạn luôn. Là mới bắt đầu mới biết mặt cái ngày đó. Lúc đó cô nhìn thấy nàng dâu tương lai của quá mình. Đẹp dễ thương. Dạ. Đúng ý luôn mà đúng có ý. Chiều cao nữa. Dạ. Là đúng ý rồi. Rồi khi mà chị gặp mẹ chồng cái lần đó chị cảm thấy như thế nào? Cảm thấy mẹ em chị tin. Mẹ em vui vẻ, không có giống như là cái kiểu trong suy nghĩ của em là mẹ chồng là ủa nhưng mà khi mà mẹ dắt làm mai mối giữa con mẹ với em á thì hai đứa có cảm tình nhau liền không hay ngại ngùng hay là không phải là đối tượng? Dạ mới đầu em nhìn chồng em ghét. Ủa sao kỳ vậy? Nói chung là không có ấn tượng nhiều. Rồi sau đó mới nhắn tin tìm hiểu nhau á thì mới có cảm lâu tình. Vậy trong vòng vài tháng. Ha, mẹ có tác động gì giúp cho con trai để tìm hiểu con dâu nhanh? Cũng phải nói vô dữ lắm chứ. Trời nó cũng khôn lắm chứ chú. Nó nói mẹ giới thiệu thì mẹ chịu trách nhiệm nha. Có gì là con đổ cho mẹ hết. Khi mà làm dâu về rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không chị? Nói chung là nó còn dễ hơn là cái trong cái tưởng tượng của em. Vậy hả? Dạ. Về nhà mẹ chồng rồi mẹ có phải bắt làm này làm kia không? Dạ không, cái đó thì giống như là trách nhiệm của dâu thì em sẽ làm thôi. Làm gì ở nhà nè? Dạ thì tại vì con đi làm từ sáng tới 7 giờ tối rồi. Sáng thì con thức thì con chỉ làm được một số việc trong nhà thôi. Ví dụ như là quét nhà, lau nhà hoặc là con nấu cơm con đem theo đi làm vậy đó. Chứ còn thêm nữa thì không làm kịp. Nấu cơm con đem đi con tự ăn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy con nấu cho con chứ đâu phải nấu cho mẹ. Nấu để lại nữa. Lấy còn để lên khúc cho mẹ ha. Tôi cũng thông cảm cho nó, tự vì sáng nó phải lau nhà lau cửa nữa làm không kịp. Con nói thôi cái nào mà con đem theo ăn thì con làm, bao nhiêu cứ để đâu cho mẹ. Chứ làm đâu kịp, 8 giờ rồi, 8 giờ tối cái gì à. Trời ơi. Đi suốt vậy mà chủ nhật cũng đi luôn chứ đâu có ở nhà. Ủa gì thời gian đâu làm dâu.
Dạ, như một tháng con cũng được nghỉ 3 ngày á. Thì nếu như mà con muốn ở nhà ngày nào thì con xin nghỉ, con xin ợp một ngày. Ba ngày trong một tháng đó. Dạ, mà không được liên tục nữa. Rồi những cái ngày nghỉ đó mình ở nhà mình làm cái gì giúp mẹ nè hả chị hả? Em cũng chỉ làm công việc nhà thôi. Rồi rảnh thì hai mẹ con ngồi nói chuyện. Ui, từ lúc cưới nhau tới giờ đó, con với mẹ có làm bếp chung bữa nào chưa? Dạ có. Có ăn cơm chung bữa nào chưa? Dạ có. Ăn cơm chung nhiều không? Có đi từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối ăn cơm lúc nào? Nói chung là chỉ có những ngày con nghỉ thôi. Cái mà ăn cơm chung chắc có thể là đếm trên đầu ngón tay. Tự vì 8 giờ tối gì thì tôi đâu có ăn tối được. 5-6 giờ tôi phải ăn, tôi sợ lắm, tôi sợ mập. Tôi phải ăn vậy để hạn chế. Thì 8 giờ cô này mới về là tôi vô phòng rồi. Dạ. Vậy con với mẹ con có hay đi chơi đâu không rồi? Dạ, không có thời gian chút. Không có thời gian. Dạ. Coi như đâu làm dâu đâu. Không có làm dâu đó à. Thì nó rảnh lúc nào làm lúc mấy, như con mình. Mình ở nhà mình cũng không, đâu có làm gì. Cũng hay mình ha. Cũng bây giờ các bà mẹ cũng rất là hiện đại. Tức là làm dâu thì rảnh lúc nào làm lúc đó. Khỏe nha. Nó đi làm rồi sao mà nó... Nhưng mà con bé này nó được cái là nó hiền, nó nghe lắm. Dạ. Mẹ nói gì là nghe nấy chứ nó không có cãi lời không á. Ví dụ như làm cái đó không vừa bụng thì nói là con đừng làm gì. Thì sao con phải làm thí dụ nấu ăn là mặn quá thì mẹ ăn phải hơi lạ thì làm lạc rồi. Dạ. Cô có buồn con dâu điều gì chưa từ hôm nay? Chưa. Thật sự là không buồn. Dạ. Tự vì thấy nó rất là dễ thương. Nhưng mà cô có thấy cái điều gì mà giữa cô và con dâu mình chưa có hợp nhau không? Không hợp đó là có một cái là cô này thì hơi bề bộn. Tự vì cô quá kỹ rồi, một tập tóc rớt dưới đất cô cũng chịu nổi. Dễ hứa. Cô quá kỹ thành ra có khi là vậy mà mình khó đó. Dạ. Từ lúc mà coi cái chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu bắt đầu cởi là mở lòng ra thôi, giảm bớt. Khó quá, mơ mốt con mình nó không có hạnh phúc. Dạ. Vậy là mẹ chồng nàng dâu có hiệu quả đó nha. Hiệu quả lắm đó chứ. Dạ. Thôi để mình mất kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Có những câu chuyện làm chúng ta sẽ nhìn lại thì thấy mình trong đó, mình giảm, mình da giảm giống như gia vị đó, cho cái món ăn nó đẹp hơn, cho gia đình hạnh phúc hơn á cô hả? Chứ nếu như mà kỹ đúng như mẹ con nói thì là con hơi mệt đó nha. Kỹ lắm á, trời ơi, ông xã tôi còn chịu không nổi tôi á. Nó mà khó quá, nó không phải chịu không nổi. Trời ơi, tôi làm cái gì phải sạch, tôi mới chịu. Đã thời gian bỏ ra là phải làm cho thật kỹ, không nên làm lợi lần thứ hai. Cho nên tôi làm gì ra cái máy chứ không có nghe. Thì cô thấy cô hợp với con dâu điều gì? Hợp với con dâu là cái kiểu giống như ăn uống hay là đi shopping, đi siêu thị được chút đỉnh á. Mẹ cũng có vẻ thoáng hiện đại nha. Dạ. Cô là công việc gì? Tôi hồi xưa là kế toán. Dạ, nhưng mà sau đó về hưu thì giờ làm gì? Bây giờ hả, chỉ có chơi thể dục với ở nhà rồi làm nội trợ nấu nước chưa nấu cơm. Nội trợ mà đẹp quá trời của đất. Dạ. Thì phải có đi tham gia cái gì đó chứ. Dạ. Hả? Chỉ có chơi thể thao là tham gia nhiều nhất thôi. Cô chơi môn gì? Aerobic. Hèn chi tướng đẹp á, phải đẹp, em biết là phải đẹp mà. Dạ. Em biết là nhảy tập đó hả? Dạ. Đâu cô làm một bài cho Lê Lộc nó học thôi. Rồi cho biết nhạc đi, cho biết nhạc. Em nha. Để coi cái này chồng. Chủ yếu là lắc nhiều. Nhưng mà cô có tập cho con dâu không? Dâu nó không dám tập đâu. Dạ. Nó có thời gian đâu nó tập. Lát rồi chân. Dạ. Tay cứ vậy á. Là ngày nào cũng xong tập điều vậy hả cô? Không, ngày nào 4 giờ tôi cũng ra sân tập xong rồi tôi đánh cầu với cầu lông với ông xã. À. Không vậy nhờ gì tướng đẹp sang. Dạ. Xong rồi chưa làm một chập nữa 2 tiếng đồng hồ cho. Dạ. Tập bụng rồi lại. Rồi xong tối đạp xe đạp. Thì xong rủ ông xã tập aerobic luôn. Ông xã không chịu, ông bắt tập những cái động tác mà ổng nhảy cái gì mà cái cái chân con nhảy cũng được. Cái đó con nhảy đau đầu gối lắm chứ. Mỗi người nhảy kiểu. Thương lắm chú ơi, thương lắm. Nhiều lúc làm tôi nhớ đó, nó nói trời về thế nào cũng hung nó nhưng mà về mắc cỡ. Nó về mắc cỡ quá. Cái này là mẹ nói cho con biết nha, mẹ muốn hung con lắm nhưng mà sao mày mắc cỡ quá. Không có gì đâu, con dâu mình mà. Nhưng mà tự nhiên mắc cỡ đó. À dạ. À. Thì chính là vậy con dâu phải chủ động. Dạ. Nhào tới hôn mẹ liền. Có chưa? Dạ chưa. Không? Con dâu chắc cũng mắc cỡ luôn. Dạ. Trời ơi, con này mắc cỡ dữ lắm. Tôi thấy rằng là nhiều nàng dâu rất là khéo nha. Dạ.
về là mẹ, ô mẹ về, tự nhiên là mẹ bữa nào mà không thấy con dâu là mẹ nhớ liền. Chồng con cũng kêu vậy đó mà con chưa làm được. Thử đi, giờ mình thử, mình thử làm lần cái từ từ mình quen à. Chồng cứ tưởng tượng như chồng con đi. Dạ, chồng con cũng nói như chú vậy. Nói giờ em làm với anh được nhưng không làm với mẹ được. Với cái tuổi này mà được như thế này là quá quá tuyệt vời rồi đó. Dạ. Yeah. Chứ không biết mình tới tuổi đó còn nhảy nổi không. Không, chú tập thường là chú làm được hết á. Không nổi. Yeah. Con tập 5 phút rồi con thở con bò. Đối với tôi á, thì một thời buổi này bây giờ là nó hiện đại quá rồi. Yeah. Cho nên cái sự làm dâu là không có. Nó cũng như con gái của mình thôi. Nó cũng đi làm suốt giống như hồi xưa mà tôi đi làm mà có ai mà ở nhà mà nấu bữa cơm gì tôi mừng lắm, tôi đỡ lắm. Tự vì hồi xưa đi vừa đi làm rồi xong về chợ búa rồi con cái nữa rất là khổ, nhưng mà bây giờ mình thấy nó vậy là mình phải giúp đỡ. Hay quá. Con dâu đối với con tức là từ đó giờ con suy nghĩ là mẹ chồng giống như là cái gì đó dữ lắm, nhưng mà đối với mẹ chồng con hiện tại bây giờ thì đối với con là quá 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 tuyệt vời. Con mong muốn sắp tới là mẹ con sẽ như thế nào? Dạ mẹ con thì bớt lo cho con đi, suy nghĩ cho mẹ nhiều. Con nghĩ là mẹ con cũng cần cái sự chia sẻ chăm sóc của con với mẹ. Dạ con. Dạ. Tại vì con hình như là nào giờ con sống rất là thiên về nội tâm nhiều á, cho nên là con ít có bày tỏ cái được. Cho nên là con có thiếu sót đó. Có bao giờ con ngồi khóc với trước mặt mẹ chồng vậy chưa? Dạ. Chưa đúng không? Dạ, chưa. Không, nó khóc lén thôi mà chú ơi. Tại vì bữa đó tôi về tôi mới nói là nè mẹ nói cho tụi con chuẩn bị tâm lý trước nha. Mẹ thấy với bố vậy đó, thấy tập thể dục vậy đó, nhưng mà con người nó vô thường mà. Có khi thấy vậy chứ chết bất thình lình là nó ngã lên tăng xong hả này kia đó, cho nên mẹ nói gì cho tụi con chuẩn bị, đừng có thấy rồi không chuẩn bị tới lúc mẹ ấy hụt hẫng quá cái gì cũng dựa vô mẹ, bây giờ mẹ làm gì cứ học hỏi. Nhưng mà cô có mong muốn là con dâu cô có một cái điều gì thay đổi trong cuộc sống không? Bây giờ chỉ có mong là có cháu thôi. Giờ không biết nàng dâu mình có dự định gì cho tương lai chưa nha? Ngán để. Con dâu nó có con rồi, nó cũng đi từ 8 giờ sáng 8 giờ tối đó, rồi ai chăm sóc cháu? Thì cũng hai ông bà già hoặc là gửi gì dưới quê cho bà ngoại ông ngoại. Ông xui tôi, ông nói rồi mà. Nó nói ha, nói mơ mốt đó nghe, giao trước rồi đó, mơ mốt có cháu là ông giữ nè. Rồi bà nhớ nha, bà đừng có giành với tôi nha. Xong rồi nói con dâu ha, tôi gả rồi con gái tôi cho bà, rồi phần sau là con dâu bà tự chịu trách nhiệm, tôi không có chuyện gì hết. Hôm nay thì chồng con có gửi chương trình một bức thư để Quỳnh Linh đọc coi lá thư gì đây. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã lo lắng và quan tâm cho con. Con cũng cảm ơn mẹ vì nhờ mẹ mà con có vợ như ngày hôm nay, một cô vợ đảm đang và xinh đẹp. Anh cũng cảm ơn em, vợ, vì nhờ em mà anh thay đổi nhiều thứ lắm. Hôm nay con cũng muốn mẹ và vợ hiểu nhau hơn nên con đăng ký tham gia chương trình. Vì con biết từ lúc cưới đến giờ thời gian cũng không có nhiều bên mẹ nên hai người không hiểu nhau. Lúc vợ con về thì mẹ cũng đi ngủ rồi. Thực sự vợ con cũng là người rất quan tâm đến mẹ. Chỉ là hai người chưa hiểu nhau một tí mà thôi. Con mong mẹ thông cảm cho vợ của con. Còn vợ à, anh biết cuộc sống em trước đây có nhiều chuyện buồn rồi, nên bây giờ anh muốn em vui vẻ hơn thôi. Đôi lúc anh cũng khùng khùng điên điên vậy đó, nhưng mà thực chất anh muốn em vui vẻ hơn. Chứ thật ra mẹ và vợ con tuyệt vời lắm rồi. Cũng biết đôi lúc khùng khùng à? Chọc dở suốt ngày. Nhưng mà sau khi chị nghe lá thư này xong thì chị cảm thấy như thế nào? Cũng có chút cảm động. À, chúng ta có một chút nhướm gì điều đó chưa hiểu nhau, chưa chia sẻ nhiều với nhau, thì bây giờ chúng ta bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, như là lá thư con trai cô viết vậy. Cảm ơn cô rất là nhiều, bà hội đồng. Sau bây giờ mình hung thoải mái đó, con dâu hung mẹ đi được không? Bây giờ là ngày nào cũng vậy nha con nha, ngày nào cũng ôm hung mẹ trước khi đi làm là hung. Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Thôi bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi. Mời cô. Chào MC Hùng Linh. Dạ.
Cô tên là Quỳnh Thị Lộc, năm nay 56 tuổi. Hiện cô đang ngủ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cô ở nhà làm nội trợ. Dạ, chào chú Hiền Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên là Nguyễn Thị Cẩm Nhung, năm nay em 29 tuổi. Nghề nghiệp của em là chuyên viên nhân sự. Mình em... làm dâu được bao lâu rồi chị? Làm dâu với mẹ gần tới nay chắc khoảng được nửa năm á chị. À, mới đây, mới dạ. Hả cô nửa hả? Năm. Mới. Mới. Cô, nhưng mà khi mà cô gặp con dâu của mình lần đầu tiên đó, cái gì mà đập vào mắt cô mà cô phải nghĩ là phải cưới liền? Hồi lúc mà mới tới chưa là chơi là cô chưa có ý nghĩ là cưới đâu. À, tại vì cô thấy cô dâu này còn nhỏ, nhỏ hơn con mấy tuổi lận. Về nhà cô chơi lần đầu tiên là cái lần đó đám giỗ. Thì cô thấy cũng được, coi như là cũng xông xáo vô, phụ làm việc này việc kia cũng nhanh nhẹn. Thì coi như là lần đầu tiên thì cô cũng thấy hơi ấn tượng thôi. Thì đến lần đó là cô bắt đầu từ từ có cảm tình với cô dâu. Chứ mới đầu thì cô thấy cũng như là cô dâu nhỏ tuổi quá thì cô cũng ngại. Tại lúc đó mới cũng cố gắng chứng minh thôi. Bây giờ chưa biết làm sao. Trời ơi, chung một nhà nữa. Cái quan trọng á là sau này á về làm dâu có giống như những giây phút ban đầu tới nóng nướng rồi xông xáo hay là làm gì hết. Cô dâu của cô bây giờ về hả cũng xông xáo vậy đó, cũng vô bếp rồi xông xáo lắm. Biết sao không? Mới có 6 tháng à. À biết không? Thành ra mình chưa biết luôn. Mình chưa có chắc. Đây đó là cái ấn tượng đầu tiên của mẹ chồng với nàng dâu. Còn ngược lại như thế. Chị có ấn tượng gì với mẹ không? Lần đầu tiên về nhà là nói chung là tính em thì cũng hơi chu đáo á. Cũng hỏi ông xã hiện tại của em á là kể sơ sơ coi mẹ tính mẹ sao rồi. Cái thì ông xã em cũng nói là không, tính mẹ cũng bình thường, cũng dễ chịu. Thì em cũng chuẩn bị một cái tâm lý là chắc mẹ dễ chịu không sao đâu. Nhưng mà qua thì ấn tượng lúc đó là thấy mẹ hơi dữ. Qua thấy hơi nhăn, với nói chuyện cũng hơi lớn tiếng với mọi người. Cái thì qua ôi chết rồi, chắc là hả dụ mình về cho nên là hả nói hiền hiền để cho mình mới dám qua. Chứ mà nếu mà nói dữ chắc mình không dám về. Nhưng mà vô thì cũng may là lúc đó thì mẹ cũng tạo một cái cảm giác là giống như con cháu trong nhà. Cứ đi vô cái mình làm cái gì cũng cho mình làm chứ không có cản. Với lại thì mọi người ở bên nhà thì em thấy mọi người cũng tạo điều kiện cho em hòa nhập. Nên là ngày đầu tiên thì cũng khá là suôn sẻ. Hai mẹ con là phù hợp nhau cái tính gì nhất? Về cái phương diện ăn uống á thì hai mẹ con thích làm đồ ăn lắm. Dạ. Yeah. Mà cũng may cho cô là cô gặp cô dâu cũng giống vậy luôn. Chỉ hợp ăn uống rồi hả? còn cái hợp nữa. Gì thích diện lắm. Mẹ chồng cũng thích diện mà nàng dâu cũng thích diện luôn. Yeah. Vậy thì cho con hỏi là không hợp ở điểm gì cô? Chỉ có một cái là cô dâu của cô nó hơi hời hợt về cái chuyện nhà. Cô thì thật tình là cô kỹ tính lắm. Nhà cửa ngày nào cô cũng phải lao hết. Bàn thờ, tổ tiên, cô dọn dẹp sạch sẽ. Cô cúng trái cây, chân bông rồi này kia nọ cho nó đẹp. Chiều nào cũng vậy, thắp nhang là đúng cái giờ đó. Coi như là cái quy luật cả nhà là coi như lúc nào cũng vậy hết. Yeah. Nhưng mà được con dâu cô về là nó chưa có để ý cái đó. Với lại cô, con dâu cô nó hay quên lắm. Cái gì cô cũng phải nhắc hết đó. Vậy đó. Là ví dụ như uống nước trên phòng, nhà ngủ phòng vậy đó, rồi xách nước rồi cho nó lên uống vậy. Nhiều khi còn biết là mấy ngày chưa dọn cái chai xuống. Thậm chí nhiều khi nó đi đâu á là ông xã của cô á phải đi vô dọn lấy chai xuống. Cái ông xã nói nè, bà coi nè, có thể để trên đây bao nhiêu chai nước nè. Vậy đó, rồi ông lấy xuống. Còn rồi cũng biết là quần áo cũng vậy nữa. Mỗi một lần mà ông đi giặt á là ông phải nhắc. Ông nói vậy nè, ông nói bữa nay tôi giặt đồ nha, ai có đồ dơ phải bỏ ra nha. Nói vậy nữa. Giặt con dâu luôn. Giặt hết. Trời ở nhà. Ôi sướng quá vậy. Ở nhà là ông giặt hết, giặt đồ hết. Vậy sao đó. Con dâu? Tại vì ba có tính là ba dậy sớm, ba tập thể dục. Thì lúc mới bốn mấy năm giờ ba dậy, ba mang hết đồ lên, ba đổ vô máy giặt rồi. Nên là từ lúc dậy giờ là chỉ được cái lần đầu tiên là được giặt đồ thôi. Mấy lần sau là ba làm hết phần việc của em luôn, không còn việc để làm. Chứ không phải là em không muốn làm. Là trong nhà là em hay kêu ông xã em là anh hai, tại vì chồng em là con một. Cái là thế là ba mẹ cũng hay kêu em là chị hai. Cái sáng nào mà em chưa có dậy á, cái là nghe ở dưới ba nói bà đi lên phòng á, bà hỏi chị hai coi hôm nay chị hai muốn ăn cái gì. Kiểu á, mẹ làm riết cái thành thói quen. Cái sáng nào á dù có dậy á em cũng chưa có đi xuống, tại vì ở nhà có ba người thôi, ba mẹ thì ở dưới cứ ngại ngại á nên cứ ở trên phòng làm chuyện này là chuyện kia chứ con không xuống. Làm sáng nào mẹ cũng lên phòng mẹ gõ cửa, cũng thấy rất là kỳ. Quyền Linh biết ha, hồi lúc mà mới về đó, tối rồi ăn cơm xong xuôi rồi bỏ đó, hai vợ chồng lên ngủ.
sáng 2 thức dậy, ông xã cô nhiều khi dọn dẹp cái chén rửa bát, có khi thì xiên thì rửa, không xiên thì bỏ thó ông xã cô rửa, rồi đồ ăn rồi chi nọ nhiều khi nó không có biết để vô tủ lạnh rồi này nọ vậy đó, thì cô phải để nhiều điều hôm nay là đỡ rồi. Mẹ em á là cứ đi chợ rồi nấu ăn em suốt, chứ mới 6 tháng, nếu mà dài thêm mấy chục năm nữa thì cái này em cũng phải xem lại. Có một cái vấn đề nữa mà cảm thấy rất là thương ba mẹ chồng của em á, là tại vì em gặp một cái biến cố là sau khi mà hai vợ chồng em đám cưới á, khoảng được nửa tháng là em phải nhập viện do là em bị đứt đột ngột một tay trái. Ủa sao sao vậy chị? Có thể là do công việc của em á, em nghe điện thoại hơi nhiều á, thì tới lúc mà đi khám á, mẹ em cứ ra em sợ, em nói là nhập viện rồi, ba mẹ mới cưới dâu về rồi tự nhiên vô đây nằm rồi mọi người sẽ nói là trời, nhà này chắc bả cũng xui dữ lắm nên bả lấy chúng con dâu như vậy. Ở cái tâm lý mình rất là sợ. Cái hả, em cứ ngồi đó, em không có dám gọi điện cho chồng em, em cũng không dám gọi điện cho ai để em báo là con nhập viện gì hết. Mà em thấy giống như má chồng em khá là tâm lý. Cái mẹ hỏi con có sao không, sao cứ là im im vậy, cái không mới em nói với mẹ. Như là thấy nó bệnh thì nghe nó tội, tội nghiệp cho nó thôi, chứ không phải là cô sợ nó bị bệnh hay là cái gì, hay là sợ những cái xung quanh gì hết. Chỉ có là sợ con dâu mình lo bệnh. Mà cô thật với Hồng Linh với thầy Lộc rồi đó, giờ cô thương con dâu của cô đó. Từ lúc chưa cưới về là cô đã thương rồi, chứ không phải là bây giờ cưới cô mới thương. Theo như ý cô là cô đã cưới sớm rồi, cô không để cho lâu đâu. Hồi xưa là trong quá trình mà hai đứa quen nhau, thật ra nếu mà không có ba mẹ đốc thúc vô á thì chắc tới bây giờ hai đứa cũng vẫn chưa cưới đâu. Ý là mẹ cứ nói vô. Và lúc đó là thật ra thì bản thân em là người không chịu cưới. Thật ra thì lúc đó mình bị một cái tâm lý là hai gia đình không có môn đăng hộ đối lắm. Thật ra là 7 năm quen nhau luôn á, ba mẹ cũng không có biết nhà em ở đâu. Tại vì em rất là ngại cái chuyện là để ba mẹ biết á. Ba mẹ nhiều khi là không biết là còn cái lối nghĩ ngày xưa về cái việc môn đăng hộ đối hay không. Rồi cái tình cảm mà ba mẹ đối xử với em á, thương yêu em, không biết là có còn như là cái thời điểm đó hay không. Nên lý do tại sao em lại suy nghĩ điều đó? Lúc đó em cứ nghĩ là ba mẹ thương em là tại vì dù gì bề ngoài em cũng có công việc ổn định, em cũng ăn học đàng hoàng thì chứ thương vậy thôi. Nhưng mà nếu mà biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn hơn thì lúc đó cứ sợ ba mẹ sẽ nghĩ là em quen ông xã em hiện tại á, là vì có điều kiện này kia kia nọ, nên mình cứ rất là lo. Quen mà cứ mẹ cứ đòi là ở nhà con ở đâu để bữa nào mẹ kêu Kiệt chở qua thăm mẹ con đồ. Hồi đó thì cô chưa có biết rõ ràng, chỉ biết là con nhà con dâu bên đó, con dâu đi làm vậy thôi, chứ con trai chưa có tâm sự cho cô nghe là nhà cửa rồi sao hết. Nhưng mà đều có một cái lần đó là hai đứa giận nhau dữ dội lắm, là có thể nói là nó chỉ muốn chia tay luôn vậy đó. Lần giận nhau mấy ngày không điện thoại không gì hết. Con mới nói chứ ủa con sáng giờ con có điện cho Nhung không? Cái nó nói không mẹ, nó chặn điện thoại con rồi. Cái cô mới nói thôi điện Facebook đi. Cái nó nói là nó lóc Facebook xuống luôn rồi. Mà cô thấy mắt nó đỏ vậy phải không? Mà thật chứ Quyền Linh với Lê Lộc là cô cưng con trai của cô dữ lắm. Thành ra thấy nó vậy cái mình cũng nghe cái lòng mình nó nhói nhói vậy phải không? Cái còn biết sao lúc đó nó mới chịu chở cô đi với Quyền Linh. Qua nhà. Đi qua nhà. Qua nhà Lê Lộc. Nó mới nói là thôi bây giờ để con chở mẹ đi. Cái vô tới nhà cô dâu. Cô mới vô, cô nói với con dâu của cô á. Ông nói hồi đó tới bây giờ mẹ chưa có biết nhà cửa của con, mẹ chưa có biết gia cảnh của con sao đó. Nhưng bây giờ mẹ biết rồi nè, bây giờ mẹ còn thương con nhiều hơn nữa, đúng không? Chứ còn đừng có ngại. Hồi đó mẹ không biết thì mẹ thương con ít. Còn bây giờ mẹ biết được gia cảnh của con rồi thì mẹ sẽ thương con nhiều hơn. Thật ra lúc đó em giận nhau là hơi dữ dội á. Tại vì quen nhau khá là lâu rồi, năm đó là năm thứ 6 rồi. Tự nhiên phát hiện ra là ông xã hiện tại của em lại giống như say nắng hẹn hò với một người khác. Lúc mà hai đứa em nói chuyện với nhau thì em vẫn nhất quyết là chia tay rồi đó. Mà tự nhiên mẹ xuống mẹ nói chuyện, cái sau rồi mẹ ôm em mà mẹ khóc rất là nhiều. Trời, mẹ nói như vậy á, trong cái lòng em cảm thấy giống như là mình mềm lòng hẳn luôn. Cái em suy nghĩ là trời, nếu mà em không lấy anh Kiệt á, để mà có được mẹ chồng như thế này á, mà em lấy người khác em sẽ rất là hối hận. Em nghĩ là trên đời sẽ không có một người mẹ chồng thứ hai mà ôm mình vào lòng mà khóc nhiều như vậy. Lúc đó là thực ra người mà cứu vãn mối quan hệ của hai đứa em lúc đó là hoàn toàn là mẹ hết. Bây giờ mình nghe hai mẹ con nói chuyện nhiều rồi, chúng ta sẽ xem người thứ ba muốn thay đổi gì ở mẹ chồng và nàng dâu nhé. Mình cũng muốn vợ mình thay đổi xíu là đừng có tiết kiệm quá. Tại vì cuộc sống mình làm được thì mình thử thụ thôi, chứ đừng có gò bó mình quá.
cái tính mà giữ trong lòng, không có hài lòng gì thì đừng nói, chứ đừng có giữ trong lòng. Làm như vậy thì cái đối phương cảm thấy khó chịu, không không còn làm thì kêu là nếu như lau nhà không sạch thì cái con láo này không sạch, bữa sau nhớ lau kỹ hơn hay là gì đó, chứ đừng có giữ trong lòng. Làm như vậy thì cái đối phương cảm thấy là mình đã làm rồi mà mẹ còn làm lại nữa là mẹ không hài lòng rồi, mà mẹ không nói. Mẹ thì nhà cửa lúc nào cũng phải sạch sẽ, cái đó cũng là điều tốt, nhiều khi cũng không cần phải làm như vậy đâu, không lâu để nhà dơ bữa hôm nay cũng sao. Là mà chồng em bị hay cái tính hay xài hoang lắm, cho nên là từ lúc mà quen rồi là cứ mua cái gì lại không cho mua, cưới em về là thay đổi tivi hết luôn, tivi mới rồi, tranh thủ đi mua giày dép mới, đồng hồ mới rồi hết luôn. Em lại rất là tiếc, cái sau lúc qua là hả em nói là hay quá ha, chưa tới ngày cưới mà đã đi hả xài hoang như vậy rồi, mốt cưới về làm sao. Cái nói không, mốt cưới về anh không có xài đâu, anh biết em keo lắm cho nên giờ anh tranh thủ anh đi mua hết luôn. Rồi cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều. Nãy giờ thì con trai cũng mong muốn rồi, bây giờ là em hứa với mẹ chồng điều gì? Em có một mong muốn là mẹ bớt kỹ tính lại chút xíu để cho em có thể share được cái công việc. Thật ra cái lý do mà em ít đi chợ nấu ăn là tại vì mẹ kỹ cái phần đó quá, đồ ăn, đồ mua, đồ về là mẹ nghĩ phải an toàn. Nên tới lúc mà em mua về mẹ cứ nghĩ không biết nó mua ở chỗ này an toàn không. Con có nói gì với con dâu? Còn ngoài thì mẹ chỉ mong con là phải sâu sắc cái công việc nhà cửa chút xíu, bếp nút nhà cửa bàn thờ rồi này kia nọ là phải, cũng như là trông như hồi đó giờ con về thấy mẹ làm sao là con phải làm như vậy. Rồi hứa với mẹ đi. Dạ thì chắc con phải học hỏi mẹ, thời gian chắc con cũng không để lâu đâu, 1-2 tháng sau là con sẽ làm đó rồi. Thầy ở sớm nha, 1 tháng sau đôi khi cũng hơi lâu, thầy ở liền. Cảm ơn hai mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Đây là kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc cho gia đình chúng ta sẽ êm ấm mãi mãi, hạnh phúc ha. Rồi cảm ơn mọi người. Dạ.